Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nguyện truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 20 tác phẩm giả diện Hoàng Kim phần 2 của tác giả Trường Lê. Trong 128 giao kèo. Đã hơn 30 phút trôi qua. Thầy thuốc Châu sau khi nghe xong những tâm sự từ phía Lý Cảnh mà cảm thấy nghẹn lòng. Giờ thì ông đã hiểu được câu nói của ông lão chỉ đường lúc bước chân vào làng Cam Hạ. Thật không ngờ. Dành nghi lý thôi một thời, tiếng tâm lừng lẫy, cứu chữa cho biết bao nhiêu người bệnh. Vậy mà, hậu thế của ông lại phải chịu cám cảnh, sống trong dài vò đau đớn đến như vậy. Chỉ là người ngoài, nhưng chuyện của nhà họ Lý thực sự khiến thầy Thuốc Châu cũng phải đau lòng. Thầy Thuốc Châu hỏi. Qua nói chuyện thì cậu là người được Lý Thôi truyền dạy cho tất cả những kiến thức về y học cổ truyền của ông ấy. Như vậy có nghĩa là cậu mới là người bóng ấy coi là truyền nhân, Bản thân tôi cũng đánh giá rất cao khả năng của cậu Vậy sao cậu không chữa bệnh cho cha mình Lý Cảnh đáp Khi đó tôi vẫn còn nhỏ Lúc ấy tôi mới chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi Với nữa bệnh của cha tôi vốn dĩ là tâm bệnh Bản thân ông luôn tự hành hạ mình Mặc dù tôi đã cố gắng giải thích Việc mẹ tôi qua đời không phải là lỗi do ông Thế nhưng suốt gần chục năm qua Chưa bao giờ ông ngừng dần vật bản thân Đối với ông, rượu chính là liều thuốc tốt nhất Phận làm con Như cha mình như thế tôi cũng đau lòng lắm nhưng nếu ngay cả tôi mà cũng gục ngã thì ai sẽ là người chăm sóc ông ấy đây? Thầy Thúc Châu nói. Lý Cảnh, với y thuật cũng như của cậu hiện nay, chỉ cần rời khỏi đây, hai cha con cậu chắc chắn sẽ có một cuộc sống sung túc đầy đủ. Biết đâu khi rời xa nơi này, Chắc cậu sẽ thay đổi tâm tính mà trở lại như ngày xưa. Lần này tôi tìm đến đây mong được gặp danh y Lý Thôi để cầu xin ông ấy giúp đỡ cho tôi chữa bệnh cho một người. Khi biết tin Lý Thôi đã qua đời nhiều năm về trước, tôi đã thực sự thất vọng. Nhưng khi gặp được cậu thì tôi nhận ra, tiềm năng của cậu còn hơn cả ông nội của mình. Chắc chắn bản thân thần ý lý tôi cũng nhận ra điều này. Thế nên ngay từ lúc cậu còn nhỏ, ông Nguyễn đã truyền ra y thuật cho cậu. Cứ ở lại mãi nơi đây, há chẳng phải thế giới này sẽ mất đi một thầy thuốc giỏi. Nhiều người trên thế giới này sẽ mất đi cơ hội được chữa bệnh hay sao? Lý Cảnh lại lắc đầu. Đại thúc à, đại thúc đánh giá tôi cao quá rồi. Sao tôi có thể hơn được ông nội tôi chứ? Tôi còn chưa chữa được bệnh cho ai, nghe bệnh của cha mình còn không chữa nổi thì lấy gì được như đại thúc nói hơn nữa tuy cha tôi nhiều lúc thần chí không ổn định thế nhưng nơi đây là nơi chôn cất ông nội và mẹ tôi cha thả chết chứ nhất định không rời đi đâu còn về phần tôi chắc chắn tôi cũng không thể bỏ rơi cha mình tôi tin đại thúc là người quen của ông nội thêm nữa trời đã tối sợ hai người quay trở lại làng sẽ gặp nguy hiểm nên mời hai vị vào nhà còn chuyện trước bệnh tôi xin phép được từ chối đêm nay hai vị cứ ở lại đây sáng mai hãy rời đi Bây giờ tôi sẽ thịt gà đãi khách. Nếu được, về đại thúc nấu giúp tôi nồi cơm. Hũ gạo ở góc bếp, còn nồi ở trên bếp, có lù nước ở phía hông nhà. Thầy thuốc châu gật đầu đồng ý. Là một người điềm tĩnh, thầy thuốc châu biết, nếu cố gắng gượng ép, sẽ chỉ tạo thêm ác cảm. Chỉ bằng trước mắt cứ ở lại đây, để tìm kiếm cơ hội. Cũng vừa lúc đó, Mộc Tài mở mắt tỉnh dậy. Sau giấc ngủ ngắn, như nhận ra mình vừa ngủ quên, Mộc Tài ngồi dậy, nhìn thầy thuốc châu hỏi. Ờ, có, có chuyện gì vậy? hình như tôi vừa thiếp đi phải không thầy thuốc châu đáp thiếp đi cậu ngủ gần 40 phút đồng hồ rồi mộc tài tròn mắt ngạc nhiên ờ thật ạ à, thật ạ à. vậy mà tôi cứ tưởng chỉ thiếp đi thôi chứ nhìn đồng hồ mộc tài giật mình ờ đúng rồi đúng rồi gần tiếng đồng hồ nhưng mà cảm giác ngủ dậy người khỏe lắm là do thức trà này phải không thầy thuốc châu gật đầu mộc tài mở ấm trà ra xem rồi cười cười nói à, thôi thật là gần đây tôi mắc chứng mất ngủ kể cả ban đêm cũng chẳng chọc mãi không ngủ được thật không ngờ uống mới chén trà lại ngủ ngon đến như vậy có khi tôi phải hỏi mua một ít về để dùng dần cứ như là thần dược ấy thầy thuốc Châu mỉm cười. cười, được rồi chuyện đó để sau giờ cậu đi ra phụ lý cảnh xem có việc gì không tôi đi thổi cơm đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây trời tối rồi đường núi gập ghềnh lại còn phải qua cầu trở ra sẽ rất nguy hiểm mộc tài hỏi thế ông đã thuyết phục được cậu ta sang bên sinh chữa bệnh cho người nhà lão hồ chưa thầy thuốc châu lắc đầu chưa được đi làm đi đừng hỏi thêm gì cả chuyện này để tôi tính cậu nóng này rất dễ hỏng việc mộc tài đi ra ngoài thấy lý cảnh đang làm gà thì cũng bước lại gần để phụ một tay khoảng bảy giờ tối giữa ánh bếp lửa cùng ngọn đèn dầu ba người ngồi quây quần bên trước bàn gốc cây trên bàn có cơm có canh và món gà rừng kho Nhìn cách lý cảnh xới cơm vào bát lấy thức ăn rồi để vào khay đem đến tận giường cho lý cao đủ biết lý cảnh là người con hiếu thảo đặc biệt trong khay còn có một bình rượu khi Lý cảnh quay lại bàn, thầy thuốc trông ngạc nhiên hỏi. Cha cậu bị bệnh như vậy, mà cậu vẫn cho Nguyễn uống rượu sao? Lý Cảnh cười. Một tháng trở lại đây, cha tôi đã uống ít hơn rồi. Ngài hai bữa cơm mới uống, ban đầu cũng rất vật vã, quằn quại, nồi khùng đập phá đồ đạc. Nhưng giờ đã đỡ hơn. Bên nữa tôi mất hai năm trời để ngâm cho ông một loại rượu đặc biệt. Tuy không chữa được bệnh run tay cho ông, thế nhưng loại rượu này sẽ giúp cho nội tạng không bị tổn hại. Giống như một thứ rượu thuốc, đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho cha mình tôi được rồi mọi người ăn đi không nguội gà rừng trên núi tề vẫn ngon lắm đó, loài gà này rất thông minh chúng chỉ lựa thả mộc để ăn thế nên bản thân chúng cũng giống như một vị thuốc rồi rất khó để bắt tôi phải mất ba ngày mới bẫy được một con không phải ai cũng được thưởng thức hương vị của nó đâu lấy ra một bình rượu nhỏ lý cảnh nói mộc tài lấy giúp ba cái chén rồi rót rượu mộc tài cầm chén rượu hỏi dò liệu uống vào không ngủ luôn đấy chứ lý cảnh cười cười trả lời yên tâm đi không ngủ nữa đâu mà sợ <laughs> Phải nói hôm nay tôi cũng rất vui vì đã lâu lắm rồi mới có người dám đến đây cạn chén. Thực sự khi nhìn Lý Cảnh nhìn khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ ấy chẳng ai dám tin suốt hai mươi mấy năm qua người thanh niên này đã phải trải qua nhiều biến cố trong gia đình đến như vậy. Ông nội mất rồi mẹ qua đời còn người cha sống không có mục đích lúc tình lúc say. Chàng trai 23 tuổi không vì vậy mà trồn bước mà buông bỏ. Ngược lại Lý Cảnh còn lấy đó làm động lực để cố gắng cố gắng sống chăm sóc cha tuy lý cảnh nói không chữa bệnh cho ai thế nhưng những gì mà cậu ta làm chính là đang chữa bệnh cho người cha của mình sau ba chén rượu quả nhiên thịt gà rừng trên núi tề vân rất ngon mộc tài khoác vai lý cảnh hàn huyên tâm sự rượu vào dường như mọi thứ đều cởi mở hơn dễ nói chuyện hơn cả hai đang chén chú chén anh thì thầy thuốc châu nói cho dù tôi có quỳ xuống khấu đầu xin cậu thì cậu cũng sẽ không đồng ý phải không lý cảnh tắt nụ cười nhìn thầy thuốc châu lý cảnh đáp đang vui sao đại thúc lại nói mấy lời này chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao đừng khiến bữa cơm thêm nặng nề chứ thầy thuốc châu nói tiếp đúng là cậu đã nói thế nhưng giả dụ như tôi có thể chữa được bệnh cho lý cao thì sao lý cảnh đặt chén rượu xuống bàn nhìn thầy thuốc châu bằng ánh mắt nghiêm túc thế nhưng sau đó lý cảnh mỉm cười xua tay uống cạn chén rượu lý cảnh nói đại thúc có thể chữa bệnh cho cha tôi hả <laughs> đừng có đùa chứ tôi không đùa tôi có thể chữa được bệnh của ông ấy thầy thuốc châu quả quyết Bông tay cảm nhận được sự căng thẳng đang diễn ra giữa hai người, một già một trẻ. Sau ít giờ im lặng, Lý Cảnh nhìn thẳng vào thầy thuốc châu, gần giọng nói. Được, chỉ cần đại thúc chữa được bệnh cho cha tôi. Bảo gì tôi cũng sẽ làm. Còn nếu chỉ là khua môi múa mép thì sao? Thầy thuốc châu trả lời. Tôi sẽ để lại đây một bàn tay. Mà từ nay về sau không hành nghề y nữa. Lý Cảnh nghe xong câu nói đó mà lạnh người, tình cà rượu. Hai bên gò má khẽ giật giật. Lý Cảnh rót rượu cho thầy thuốc châu cả hai nâng chén rồi uống cạn trước sự chứng kiến của mộc tài kịch hai chén rượu được đặt xuống bàn vốn là một tay giang hồ thế nhưng đây là lần đầu tiên chỉ ngồi nghe hai người nói chuyện mà mộc tài thấy toàn thân ớn lạnh sờn gai ốc đến như vậy uống đủ rồi ăn cơm thôi lý cảnh nói chương một trăm hai mươi chín đêm chăn trở ăn cơm dọn dẹp xong xuôi mộc tài đi ra bên ngoài hút thuốc lão châu bước tới ông nói cho tôi một điều Mộc Tài ngạc nhiên hỏi lại, Ờ, à, ông cũng hút thuốc sao? Tôi tưởng ông khó chịu với mùi thuốc lá lắm cơ mà. Lão Châu khẽ cười đáp, Hồi cha trẻ cũng có hút, bỏ cũng mấy chục năm nay rồi, được thôi kệ đi, cứ là một điếu. một Tài chấm thuốc cho Lão Châu, miệng hỏi, Ờ, à, mà này, những lời khi này ông nói là thật đấy hả? Lão Châu rít một hơi thuốc khá sâu, chờ khói ra từ từ, ông gật đầu. Tất nhiên là thật rồi. Đại trưởng phu nói một là một, hai là hai. Nhất là nghề thầy thuốc, Chữ tín lại càng phải đặt lên hàng thứ hai mộc tài ngơ ngác ờ sao lại là thứ hai mà không phải là thứ nhất lão châu cười, <cười> là bởi vì thứ nhất chính là chữ tâm làm nghề y mà không có tâm thì cũng vứt mộc tài nhìn hết mặt thản nhiên có phần ung dung của lão châu thì chắc mầm hẳn là thầy thuốc châu đã có bài thuốc chữa khỏi bệnh cho lý cao mộc tài nói xem ra ông đã tìm được phương pháp chữa bệnh cho lý cao rồi nên mới bình tĩnh như vậy lão châu dập điếu thuốc lá mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm phương pháp thì có nhưng không biết có hiệu quả hay không mộc tài nhíu mày ờ không chắc chắn mà sao ông dám đánh liều như vậy lão trâu mỉm cười thế chẳng lẽ tôi đã đem cậu ra để đánh cược có những lúc con người ta cần phải mạo hiểm một chút mộc tài tiếp nhưng nhưng mà tôi thấy không ổn lắm chắc gì thằng nhóc đó sẽ chữa được bệnh cho người nhà lão hổ ông cũng có nghe nói rồi mà nó chờ chữa bệnh cho ai cả ông đem tất cả mọi thứ của mình ra để đặt cược há chẳng phải là quá dại dột rồi sao nếu có thất bại tôi cũng không thể để ông tự hủy hoại mình lão hổ cửa tôi đi theo vừa là dẫn đường vừa là để bảo vệ ông trở về singapore mà ông bị mất một bàn tay lão hổ cũng không tha cho tôi được thầy Thức châu vỗ vai mộc tài khẽ lắc đầu ông nói làm người quan trọng nhất chính là danh dự lời đã nói ra cho dù thế nào nhất định cũng phải thực hiện đây là quyết định của tôi không liên quan tới cậu lão hổ sẽ hiểu và sẽ không trách cậu đâu mà nữa tôi còn có một nửa cơ hội thành công cơ mà đừng coi thường cậu thanh niên đó bản thân tôi đã được diện kiến lý tôi người đừng mệnh danh là thần y khi đó tôi đã rất cảm phục ông ấy chính ông mới là mục tiêu để tôi phấn đấu cố gắng trong nghi thuật thế nhưng khi đối diện với lý cảnh cậu ta khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé Thôi không hề nói quá tiềm năng của lý cảnh không hề thua kém người ông của mình nếu không muốn nói là còn vượt qua cả lý thôi mộc tài cười trừ <cười> nếu thầy giỏi như vậy tại sao ngay đến cả cha mình nó cũng không chữa được bệnh thầy thúc châu thở dài Ôi, có những chuyện cậu không hiểu được đâu nếu không có lý cảnh lý cao đã chết từ lâu rồi còn việc chữa bệnh, trên đời này có những loại bệnh dùng trăm nghìn phương thuốc, dùng cả tiên dược thần dược cũng không thể khỏi. Thế nhưng đôi khi chỉ là một hình ảnh thân thuộc, một nụ cười hoặc một giọt nước mắt, bệnh cũng tự khỏi. Tâm bệnh là loại bệnh không thể dùng thuốc thường mà chữa lành được. Cuộc nói chuyện của Mục Tài và thầy Thúc Châu, Lý Cảnh đứng ở một góc khuất cũng đã nghe được. Nhà chỉ có một chiếc giường, bình thường Lý Cảnh cũng nằm trên đống dạ để ngủ. Đêm đó ngoài đi cao, ba người trải rơm dạ ra đất mà nằm. Trước khi đi ngủ, Lý Cảnh hỏi: "Đại thúc, việc chữa bệnh cho cha tôi khi nào bắt đầu thầy thuốc châu trả lời ngày mai đã có thể bắt đầu được rồi có điều vì tôi không phải là người ở đây thế nên sẽ cần cậu làm giúp một số việc chuẩn bị dùng vào trong một vài thứ như vậy có được không chỉ cần là việc chữa bệnh cho cha thì tôi sẵn sàng cần gì đại thúc cứ dặn dò thầy thuốc châu cười nói vậy thì tốt rồi sáng sớm mai tôi gần cậu đưa lên núi Thể vân để tìm một loại thảo mộc bước đầu cứ như vậy đã giờ ngủ thôi mộc tài ở bên cạnh đã ngáy khó khó từ bao giờ đã hai ngày trôi qua kể từ lúc rời khỏi Singapore. Suốt một chặng đường dài, thầy thuốc cho hôm nay mới được ngả lưng để ngủ một giấc ngon lành. Mọi thứ trở nên im mắng tĩnh lặng dần khi màn đêm buông xuống. Tất cả chỉ mà giấc ngủ để chờ đón những gì xảy ra tiếp theo và ngày mai. Đã qua nửa đêm, tại nhà của Lão Hồ, trong phòng Lão Hồ vẫn còn ánh sáng đèn. Có tiếng gõ cửa. Ai đó? Lão Hồ hỏi. À, đại ca, là đệ đấy. Anh yêu trả lời, vào đi. Mở cửa bước vào trong, trên tay A Nghiêu là một chiếc khay tròn, bên trên khay có hai bát yến xào được trưng với hạt sen, táo đỏ kỳ tử. Đặt khay lên bàn, A Nghiêu nói, Đại ca, để có chứng yến biết mấy hôm nay đại ca lo nghĩ nhiều việc. Qua phòng vẫn thấy sáng đèn, nên để đem đến cho đại ca. Lão hồ nhìn A Nghiêu khẽ cười. vất vả cháu đệ rồi, nào ngồi xuống ta với đệ cùng ăn. A Nghiêu xua tay, để đã ăn rồi, để can đi. Vậy sao đệ lại đem đến hai bát? À, một bát là của nhị ca đem cho đại ca xong để sẽ đem tới phòng của nhị ca bên ngoài lại có tiếng gõ cửa đại ca đệ vào được không là giọng a hắc a nghi vội ra mở cửa thấy a nghiêu a hắc ngạc nhiên sao đây lại ở đây lẽ ra giờ này để phải ngủ rồi chứ lão hổ nói à, a hắc cũng đến rồi hả thế thì tiểu nghiêu đỡ phải mang đồ cho đệ nào ngồi đi tiểu nghiêu chứng kiến cho ta bảo đệ đó lại đây ăn đi a hắc trong tâm tâm cảm động nhưng miệng nói cứng mấy việc này bảo bọn nhà bếp làm được rồi cần gì phải vất vả thế đêm hôm khuya khoắt lão hồ nói thế có ăn không hay để tao ăn hết a hát vội chạy đến cầm bát yến lên hút vội à, ăn ăn chứ lão hồ nhìn tiểu nghiêu khẽ mỉm cười gật đầu đã rất lâu rồi ba huynh đệ mới có khoảng thời gian ở chung với nhau như thế này bình thường có chăng chỉ là lão hồ bàn bạc công việc với a hát a nghiêu không bao giờ can dự bên cạnh đó mối quan hệ giữa a hát và a nghiêu ngày một xa cách khi cả hai quá đối lập với nhau về mọi mặt Thế nhưng sau những biến cố xảy ra vài ngày qua, mọi thứ đang dần thay đổi. A Nghiêu nói, để nhớ tới hồi còn nhỏ, khi mẹ nấu chè rồi chia cho ba huynh đệ chúng ta mỗi người một bát, cả ba cũng quay quần ngồi ăn như thế này. Cũng lâu lắm rồi, nếu không có sự xuất hiện của tiểu vũ, không biết đến bao giờ chúng ta mới ngồi ăn cùng nhau. Câu nói của A Nghiêu khiến Lão Hồ cũng như A Hắc thoáng buồn, Lão Hồ gật đầu đáp. Ôi, để nói đúng, kể từ khi tiểu vũ xuất hiện, đã giúp cho mấy người chúng ta nhận ra nhiều điều, có buồn cười không khi mà lão đại lão nhị có băng bạch hồ lại chịu sự ảnh hưởng từ một thằng nhóc con <laughs> xem ra chúng ta nợ tiểu vũ khá nhiều đấy a à, hắc hỏi đại ca đã liên lạc được với thầy thuốc châu chưa lão hồ thở dài vẫn chưa sau khi ông ta nói đến nút tề vân thì không liên lạc được nữa cả thằng mộc tài lúc gọi được có chuông nhưng sau lại thuê bao chắc có lẽ ở đó sóng điện thoại kém nên việc liên lạc bị gián đoạn ta thức đến giờ này cũng là vì chuyện của tiểu vũ hy vọng mọi chuyện sẽ ổn à mà còn nữa để cho người để mắt đến bọn thằng car xem chúng có động tĩnh gì không A Hắc nhếch mép cười. Đại ca quan tâm làm gì đến mấy thằng nhãi nhép đó? Nó vẫn đang hả hê với mấy bức ảnh đệ gửi và tin tiểu vũ đã chết. Nó hổ trầm ngâm. Vẫn nên cẩn thận. Chúng ta thì không vấn đề gì. Thế nhưng tiểu vũ và bạn của nó thì lại khác. Ít nhất mày khổ phải đảm bảo an toàn cho họ trong giai đoạn này. Đây hiểu rồi. A Hắc cúi đầu đáp. Chương 130 Làn danh sống chết Trung Quốc Đại Lục Làng Cam Hạ Tề Vân Sơn Sáng sớm ngày hôm nay thầy thuốc Châu tỉnh giấc bởi một vài tiếng động bên phía ngoài sân. Mở mắt ra, thế trời mới chỉ tờ mờ sáng, nằm bên cạnh Mộc Tài vẫn đang ngủ ngon lành, nhìn sang phía bên kia không thấy Lý Cảnh đâu cả. Trên giường Lý Ca cũng đang ngủ, khẽ ngồi dậy, thầy thuốc Châu bước về phía cửa, cánh cửa mở hé hé. Nhìn ra bên ngoài, Lý Cảnh đang rèn luyện cơ thể bằng cách nâng những hòn đá tảng. Tiếng động cũng từ đó mà phát ra. Nhìn cách tập luyện, thầy thuốc Châu đã hiểu tại sao Lý Cảnh lại có một cơ thể vạm vỡ đến như vậy. Mở cửa bước ra, tiếng cửa kéo kẹt khiến lý cảnh dừng tập quay đầu lại nhìn thấy lão châu lý cảnh lấy khăn lau mồ hôi rồi cười nói xin lỗi tôi gây tiếng ồn khiến đại thúc không ngủ được à lão châu đáp không có gì đâu chỉ là tôi thính tai hơn người khác thôi chứ hắn ta ý nói mộc tài vẫn đang ngủ như chết kia kìa cậu dậy sớm thật nhỉ ngày nào cũng tập thế này à lý cảnh múc nước ở lu tu một hơi thấm thấm mồ hôi lý cảnh trả lời vâng ngày nào tôi cũng dậy từ lúc 5 giờ sáng tập luyện một chút cho khỏe sau đó sẽ lo cơm nước cho cha xong xuôi tôi mới lên núi vừa là săn bắn vừa là tìm hiểu thêm về các loài cỏ cây hôm qua đại thúc nói muốn đi cùng tôi lên núi phải không lão Châu gật đầu đúng vậy tôi muốn cậu đưa tôi cùng với mộc tài đi núi lý cảnh tiếp được thôi có điều tôi phải nói trước là đừng leo lên rất là nguy hiểm là do hai người muốn đi xảy ra chuyện gì đừng trách tôi không báo trước lão châu cười. cười yên tâm đi tôi nghĩ cậu nên lo cho bản thân mình trước À, mà mạn phép cho tôi hỏi chuyện này được không? Có gì đại thúc cứ hỏi. La Châu suy nghĩ ít giây rồi mới dám mở lời. Như tôi đã nói, cách đây 20 năm tôi có được may mắn ngồi nói chuyện với ông nội của cậu và cũng được biết lý tôi không chỉ có một vợ. Chẳng lẽ ngoài cha con cậu ra thì ông ấy không còn con cháu nào khác sao? Lý cảnh tờ hắt ra rồi tràn đời. Khi ông nội đưa cả nhà tôi đến đây lúc đó tôi mới có 4 tuổi. Chuyện của ông nội tôi sao tôi biết được? Nhưng đúng là ông nội với bà nội có hai người con, một gái một trai, nên trên bố tôi còn một cô nữa. Có lần tôi thấy cha mình và ông nội cãi nhau rất gay gắt về người cô này. Có điều ông nội luôn bảo với tôi, người cô này đã chết, còn khi tôi hỏi cha, cha chỉ im lặng không trả lời. Mẹ tôi mỗi lần như thế đều trách tôi và khuyên không nên hỏi những chuyện như vậy, bởi vì khi hỏi tôi lại đang gợi lại quá khứ đau thương của gia đình. Lão Châu càng nghe này càng tò mò, ông hỏi, ờ, sao lại như vậy? À, vì hình như ngoại trừ gia đình tôi, những người vợ khác cùng con cái của họ những người có liên quan đến Đông Nội đều đã bị giết chết. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng lớn lên tôi cho rằng đó là sự thật. Chính vì thế nên Đông Nội với cha tôi rất sợ những người đến đây tìm kiếm chúng tôi. Họ luôn bị ám ảnh bởi một thế lực nào đó. Chắc có lẽ trong quá khứ đã có nhiều chuyện kinh khủng ập đến với họ. Bà thôi, trời sáng rồi. Đại thúc muốn đi cùng tôi lên núi thì phải chuẩn bị đi. Giờ tôi sẽ làm chút đồ ăn cho cha và hai người. Tôi cũng muốn xem xem, rốt cuộc thì Đại thúc sẽ chữa bệnh cho cha tôi bằng cách nào. Thầy thúc dâu trở vào trong nhà gọi một tài dậy. Cả hai cũng biết ý phụ giúp Lý Cảnh dọn dẹp nhà cửa. Đến khoảng 8 giờ sáng, lo cơm nước cho Lý Cao xong xuôi, cũng đã chuẩn bị một số vật và đồ dùng, vật dụng đi rừng. Lý Cảnh nói với Lão Châu cùng Mộc Tài. Hai người sẵn sàng rồi chứ, bây giờ chúng ta sẽ đi lên núi. Mộc Tài nhăn mặt hỏi Lão Châu. Sao tự nhiên lại bắt cả tôi đi theo thế này? Lão Châu mỉm cười. Nghe nói trên núi Tề Vân có một loại cây quý, có thể chữa được bách bệnh. Có điều muốn tìm được loại cây này, phải là một người tuổi dần. Trong số ba người chúng ta chỉ có cậu là tuổi dần, Cậu không đi thì lấy ai đem được cây thuốc đó về Đừng hỏi nhiều nữa, đi thôi Mộc Tài nghe Lão Châu nói như vậy Thì sướng tùm tìm, miệng khẽ nói <laughs> Xem ra không có mình đi Thì đúng là không làm được việc gì cả Ê, Chờ tôi với chứ, đi từ từ thôi Mộc Tài gọi với theo rồi chạy theo Lão Châu Cùng với Lý Cảnh ở đằng trước Không biết cây thuốc quý mà thầy thuốc Châu nhắc đến là loài cây gì Có công hiệu như thế nào chỉ biết sau khi rời khỏi nhà chừng hai tiếng đồng hồ cả ba người đã quay trở về tuy nhiên trong số ba người chỉ có hai người là còn đi được một người không rõ nguyên nhân vì sao đang trong tình trạng nguy kịch mộc tài cõng lý cảnh trên lưng chạy hối hả ở ngay phía sau lưng Mộc tài là thầy thuốc châu à, à, nó nó sẽ không chết đấy chứ mộc tài vừa thở dốc vừa cố gắng hỏi lão châu trả lời tôi tôi cũng không dám chắc tình hình nguy cấp lắm đưa cậu ta trở về nhà rồi tiếng tiếp quay đầu sang bên vai trái nhìn thấy cảnh mặt mày tím tái có vết tụ máu bầm máu mũi đang chảy ra vẫn chưa dừng lại toàn thân cứ lạnh dần đi mộc tài nói mẹ kiếp đừng có mặt chết đạp tung cánh cổng tre mộc tài cõng lý cảnh chạy sọc vào bên trong nhà lý cả đang ngồi đun nước bên cạnh nhìn thấy như vậy thì sợ hãi ngồi lùi hẳn vào trong góc nhà co quắp người lại hai tay ôm lấy đầu gối co do run rẩy đặt cậu ta lên giường duỗi thẳng chân tay ra lấy cho tôi một chậu nước ấm cùng một cái khăn tiện trên bếp có siêu nước mộc tài đổ nước vào chậu pha thêm nước lạnh rồi đem khăn với nước đến cho thầy thuốc châu dùng khăn vắt qua nước ấm lau máu mũi lau chân tay cho lý cảnh lý cảnh lúc này vẫn đang trong tình trạng mê man thầy thuốc châu kiểm tra động từ, mở miệng lý cảnh ra xem bên trong lưỡi thấy miệng của lý cảnh đang có biểu hiện sệ xuống có vết tụ máu bầm mộc tài hỏi ơ à, nó bị sao vậy thầy thuốc châu trả lời bằng giọng run run cậu cậu ta bị đột quỵ rồi mộc tài há hốc mồm ơ à, đột 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 quỵ á à? không thể nào Trông nó khỏe mạnh như thế cơ mà sao có thể đột quỵ được thầy thuốc châu nhanh chóng cho lấy gối kê cao đầu lý cảnh đồng thời nới rộng cốc áo xé một mảnh vải buộc vào ngón tay trò của lý cảnh dùng khăn lau sạch đờm rãi trong miệng lý cảnh khi lý cảnh bắt đầu có hiện tượng sùi bọt mép lấy một chiếc đũa lại đây nhanh lên bằng tài chạy đi vội lấy đũa quấn mảnh vải vào chiếc đũa thầy thuốc châu chẹn ngang miệng lý cảnh tránh trường hợp lý cảnh lên cơn co giật mà cắn vào lưỡi nhưng sau tất cả đó chỉ là công tác sơ cứu còn quan trọng trước mắt phải làm sao để đưa lý cảnh đến bệnh viện điều này không khả thi hiện giờ nơi mọi người đang ở là một nơi hẻo lánh chỉ sợ khi đưa được lý cảnh đến bệnh viện thì cậu ta đã chết rồi cách duy nhất để cứu lý cảnh bây giờ đành dựa vào khả năng của những người có mặt ở đây thầy thuốc châu đi tới góc nhà nơi lý cao vẫn đang ngồi co do cúi mặt xuống hai đầu gối thầy thuốc châu nói con trai ông sắp chết rồi tôi nghe cậu ta nói trước đây ông là người có y thuật rất giỏi nhất là trong việc châm cứu giờ chỉ có ông mới cứu được cậu ấy thôi Lý Cao, ông nói gì đi chứ? Không, 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 tôi, 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 tôi không thể. Tôi, tôi đã giết chết vợ mình. Đừng, đừng hét tôi. Lý Cao thu mình lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Mộc Tài không chịu nổi nữa, vốn tính nóng, Mộc Tài lao tới, xốc cả người Lý Cao lên, lôi đến bên cạnh giường Lý Cảnh đang nằm. Hai tay bóp mạnh đầu Lý Cao hướng mắt ông ta nhìn vào con trai mình, Mộc Tài hét lớn. Nhìn đi, đây là con trai ông đấy, nó sắp chết rồi, chẳng lẽ ông chấp nhận đứng nhìn con trai mình chết hay sao? Hả? Hả? Lý Cao run đôi bàn tay, cố chạm vào người Lý Cảnh. Ông ta gục đầu xuống giường khóc nức nở. Tôi, tôi, tôi không thể. Chương 131 Mẹ kiếp Buồn ông ấy ra đi. Thầy Thuốc Châu nói với Mộc Tài. Mộc Tài thả tay ra. Lý Cao đôi hai bàn tay run rẩy lên, nắm lấy tay Lý Cảnh. Bản thân Lý Cao cũng cảm nhận được cơ thể con trai mình càng lúc càng lạnh và yếu dần đi. Tôi, tôi, tôi không làm được tôi, tôi sợ lắm, tôi, tôi sẽ lại giết chết đó mà thôi. Thầy Thuốc Châu nói với Lý Cao. Đã từng cái năm trôi qua, mà ông vẫn tự dằn vặt dài vào bản thân mình như vậy sao? Cái chết của vợ ông lỗi đâu phải do ông. Nếu ông cốn còn trần trừ thì chỉ sau ngày hôm nay, ông sẽ mất đi người thân cuối cùng của mình. Tính mà con trai ông đang nằm trong tay của ông, không ai có thể cứu được cậu ấy ngoài ông cả. Lý Cao nghe vậy thì đưa hai tay lên ôm đầu, những ký ức, những hình ảnh trong quá khứ cứ thế ùa về, như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Toàn thân Lý Cao run rẩy, đôi mắt ông ta long lên sòng sọc, sọc, liên tục đập đầu xuống nền nhà, miệng gầm gừ rên rỉ. không, không, đừng mà, đừng mà. Mộc Tài nhìn Lý Cao rồi nhìn thầy Thúc Châu, ánh mắt lo lắng. Mộc Tài nói: "Ơi, có có khi nào Ô, ông ta phát điên không?" Tại sao tự nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này? chẳng lẽ chúng ta cứ để lý cảnh nằm đó chờ chết ư không được tôi phải đưa nó đi cho dù có xa nhưng cũng phải đi không thể trông chờ gì vào lão già này được nói đoạn mộc tài định bế sốc vác người lý cảnh lên nhưng thầy thuốc châu đưa tay ra ngăn lại lắc đầu thầy thuốc châu ra hiệu cho mộc tài cố gắng chờ đợi thêm chút nữa bên dưới nền nhà lý ca vẫn tỏ ra vô cùng đau đớn ông ta quằn quại tự giày vò hành hạ bản thân mình bằng cách vò đầu bứt tóc dập đầu xuống nền nhà tự cáo xé cơ thể và rồi bất chợt ông ta dừng lại ngừng rên dị chỉ còn những tiếng thở dốc dồn dập cứ như thể lý cao vừa trải qua một cuộc vật lộn tranh đấu để giành lấy sự sống vậy mồ hôi đổ ra như tắm gượng người ngồi lên trên giường lý cao run run đôi bàn tay cầm lấy cổ tay của lý cảnh lần ngửa lên khẽ đặt trên đùi mình có vẻ như lý cao muốn bắt mạch cho cậu con trai thế nhưng tay ông ta vẫn không ngừng run rẩy. tay phải trần mạch tay trái lý cao đưa lên miệng rồi trừng mắt cắn thật đau cắn đến cánh tay chảy cả máu nhưng nhờ vậy mà bàn tay phải của ông ta đã ngừng run Lý Cao tập trung hết tất cả những giác quan của mình vào việc bắt mạch. Máu từ vết cắn ở cánh tay trái chảy xuống dòng dòng. Đặt tay Lý cảnh xuống, có vẻ như Lý Cao đã bắt được bệnh cho con trai. Dùng ngón tay trái ấn chặt vào nhân trung, đồng thời ngón trỏ cũng ấn mạnh tại vị trí cầm. Lý Cao nói với thầy thuốc châu: uh, Trên trên bàn thờ phía phía sau di ảnh của cha tôi có một chiếc hộp gỗ, giúp tôi đem đem nó tới đây. Không chần chừ, thầy thuốc châu vội chạy đến chỗ bàn thờ là di ảnh của Lý Thôi quả nhiên phía sau có để một chiếc hộp gỗ màu đen đó chính là hộp đựng kim châm cứu đem tới chỗ giường lý cảnh đang nằm thầy thuốc châu nói mộc tài thắp một cây nến giúp lý cao mở chiếc hộp trải tấm khăn bên trong là bộ châm cứu có đốc làm bằng vàng dòng sáng loáng buông ngón tay đang giữ chặt nhân trung của lý cảnh lý cao rút từng chiếc kim và bắt đầu châm nhìn màn tay run rẩy của lý cao mà mộc tài căng thẳng đến độ không dám thở mạnh vẫn như cũ lý cao tiếp tục cắn vào cánh tay trái để tay phải bớt run lý cao chỉ dùng một tay để châm cứu Ông ta rút châm, đưa qua ngọn lửa đèn cây rồi bắt đầu châm vào các quyền đạo ở tay, bao gồm bát tà, kiên ngung, tí nhu, kiên tỉnh, hợp cốc, khúc trì nội quan. Mỗi cái kim châm vào cơ thể Lý Cảnh là một lần Mộc Tài nốt nước bọt, chỉ đứng xem thôi mà Mộc Tài cũng vã mồ hôi hột. Về phần thầy thuốc châu, qua cách châm vào các huyệt đạo, thầy thuốc châu cũng nhận ra đây là các huyệt châm cứu, tai biến mạch máu não. Đúng như mình nghĩ, ông ta chỉ cần bắt mạch đã trần đoán đúng vấn đề máu từ cánh tay trái vẫn không ngừng chảy lý cao tiếp tục châm vào các quyền đạo ở chân bao gồm hoàn khiêu phong thị dương lăng tuyền âm lăng tuyền túc tam lý huyết hải phong long giải khê tam âm giao thái sung hành gian bát phong cuối cùng là các huyệt ở vùng đầu mặt và cổ bao gồm giáp xa bách hội hạ quan địa thương thương liêm tuyền thiên đột hoàn hảo thật đáng kinh ngạc chỉ với một tay mà ông ta có thể châm chuẩn xác từng mũi kim đến như vậy còn trước kệ tay của ông ấy nâng gờ vấn đề. cái gia đình này thực sự sản sinh ra toàn những nhân tài kiệt xuất trong nghi thuật. thầy thuốc châu mắt sáng bừng trong đầu suy nghĩ những lời thán phục. sau khi cây kim châm vào huyệt đạo cuối cùng, cũng là lúc lý cao dường như đã đến giới hạn. trong suốt quá trình châm cứu, vừa phải tập trung cao độ, lại vừa khiến bản thân mình đau đớn. lý cao độ gục xuống giường, màu tài vội đỡ ông ta dậy, nhìn thấy thuốc châu lý cao thều thào: chưa, chưa được, vẫn chưa được giúp giúp tôi lấy dao chích vào hai ngón tay trỏ để cho máu chảy ra mau mau lên thầy thuốc châu đáp không cần đâu ông đã làm rất tốt rồi chỉ ít phút nữa thôi cậu ta sẽ tỉnh lại không phải lấy máu ra làm nhanh đi không có tôi sẽ chết lý cao ra sức cầu xin thầy thuốc châu vốn dĩ thì đây chỉ là một màn kịch sáng nay trên đường lên núi tề vân thầy thuốc châu đã có cuộc nói chuyện riêng với lý cảnh ông đưa ra cách thức chữa bệnh của mình và mong lý cảnh sẽ giúp một tay ba tiếng trước Đại thúc nói gì cơ? Ý đại thúc là tôi phải giả bệnh để khơi dậy ý chí cũng như bản năng của cha tôi. Liệu cách này sẽ hiệu quả chứ? Lý Cảnh hỏi thầy thuốc châu. Thầy thuốc châu đáp. Như cậu đã nói, bệnh của cha cậu là tâm bệnh. Dùng thuốc không thể chữa được. Chỉ còn một cách duy nhất đó chính là đánh thẳng vào những hình ảnh, những ký ức khiến ông ấy đau khổ, sợ hãi nhất. Sau cái chết của vợ, Lý Cao luôn giận bật bản thân. Ông ta nghĩ chính mình là người khiến vợ phải chết. Từ đó Lý Cao không chữa bệnh cho ai nữa. Tự hành hạ à bản thân, sống như một cái xác không hồn thứ duy nhất khiến ông ấy lấy lại bản ngã không khác gì ngoài cậu chúng ta sẽ tạo ra một biến cố tương tự là một người cha hơn nữa trên đời này ông ấy chỉ có cậu là người thân duy nhất tôi tin lý cao sẽ trở lại là chính mình lý cảnh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này lý cảnh nói nhưng lỡ như khi đối diện với biến cố lặp lại lấy gì đảm bảo cho tôi có thể vượt qua nó chị không những không chứa được mà còn khiến cho cha tôi phát điên thầy thuốc châu tiếp về điểm này tôi sẽ đảm bảo cho cậu chỉ cần lý cao không chịu nổi áp lực có biểu hiện vượt quá giới hạn tôi sẽ ngăn đồng ấy lại ngay lập tức suy nghĩ một hồi lý cảnh nói vậy đại thúc muốn tôi giỏi bệnh như thế nào đừng quên cha tôi cũng là một danh nghi chưa chắc chúng ta có thể đánh lừa được ông ấy thầy thuốc châu nói thật không biết đây là do duyên số hay chỉ là tình cờ mà lần này tôi đã đem theo một loại thuốc có tác dụng khiến cho người uống sẽ gặp phải những triệu chứng tương tự như bệnh đột quỵ tai biến mạch máu não đã chuẩn bị từ trước thầy thuốc châu lấy ra một vị chỉ có hai viên màu đỏ một xanh Viên đỏ là loại viên nén còn viên xanh là loại con nhộng. Cầm vị thuốc, Lý Cảnh đưa lên nhìn thật kỹ rồi hỏi: "Trên đời này lại có loại thuốc như vậy thật sao? Nhưng sao lại có hai viên?" Thầy thuốc Châu trả lời: "Đây là một loại thuốc đặc biệt và tất nhiên cũng chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt như giả chết tạo chứng cứ ngoại phạm. Một nghiên cứu đã được thử nghiệm ở nhiều người và chưa có trường hợp nào phải chết cả, mặc dù tác dụng của nó rất nguy hiểm nếu chỉ uống một viên." Viên màu đỏ tạm gọi nó là thuốc độc. Nó có tác dụng bức người uống rơi vào tình trạng tai biến dẫn đến đột quỵ nếu chỉ uống một viên mà không kịp thời có phương pháp cấp cứu không đưa đi bệnh viện kịp thời thì khả năng người uống sẽ có nguy cơ tử vong rất cao còn viên màu xanh được làm theo dạng viên nhậu ta gọi đó là thuốc giải độc khi uống cả hai viên viên đỏ dạng nén sẽ phát tác nhanh hơn gây biến chứng cho người uống tuy nhiên sau khi viên xanh phát huy tác dụng thì nó sẽ áp chế lại các biến chứng kia và giúp người uống trở lại trạng thái bình thường đó là lý do vì sao vì thuốc này có hai viên lý cảnh nói y học hiện đại đã tiến xa tới mức này rồi sao thầy thuốc châu mỉm cười. cười không chỉ vậy đâu có nhiều thứ cậu không tưởng tượng nổi nếu cứ ở mãi một nơi như thế này. Vậy rốt của cậu có đồng ý giúp tôi không? Nhìn thẳng vào mắt thầy thuốc châu, Lý Cảnh hỏi lại. Tôi có thể tin tưởng ông được chứ? Thầy thuốc châu trả lời. Chắc chắn rồi. <laughs> được, được, tôi đồng ý. Lý Cảnh cười lớn. Quay trở lại thời điểm hiện tại. Cho dù có không châm cứu thì thầy thuốc châu vẫn tin rằng Lý Cảnh sẽ tỉnh lại. Thế nhưng với những biểu hiện của Lý Cao, Rõ ràng Lý Cảnh đã xảy ra chuyện gì đó khiến thầy thuốc Châu bất an, vội dùng dao nhọn, thầy thuốc Châu chích mũi ra vào hai đầu ngón tay trò của Lý Cảnh. Máu đen từ hai đầu ngón tay trò gì ra rồi cứ thế chảy xuống. Đó chính là máu độc tắc nghẽn trong quá trình người bệnh bị tai biến. Phải trích được máu này ra thì khi huyết mới lưu thông, mới có thể cứu được người bệnh. Quả nhiên sau khi máu đen chảy ra, sắc mặt của Lý Cảnh dần hồi phục, không còn hiện tượng chảy rãi sự bật mép nữa, da dẻ hồng hào trở lại. Thầy thuốc Châu sau giây phút bàng hoàng thì nhẹ nhàng ngồi xuống bắt lại mạch cho Lý Cảnh, mạch đập ổn định khẽ kéo và áo lên che người lý cảnh lại thì lúc này từ trong túi áo rơi ra viên thuốc hình con nhộng màu xanh cầm viên thuốc trên tay nhìn xuống giường nơi lý cảnh đang nằm dù mê man nhưng có thể nhận ra cậu ta đang mỉm cười một nụ cười mãn nguyện thầy thuốc châu nắm chặt viên thuốc trong tay ân thở hắt ra miệng khẽ nói điên đúng là điên thật rồi mẹ kiếp kể từ thời trai trẻ từ khi làm nghề thầy thuốc tính ra cũng đã hơn 30 năm trôi qua. Lão Châu không chửi thề cho tới ngày hôm nay. Chương 132 Đoàn tụ Chiều ngày hôm ấy Thấy Lý Cao run run đôi bàn tay cẩn thận bốc một nắm gà bỏ vào chiếc nồi đất nhỏ nhưng vẫn vương vãi ra bên ngoài. Lão Châu tiến lại giúp Lý Cao. Ông nói, để tôi phụ một tay. Lý Cao đáp, cảm, cảm ơn ông. Lão Châu mỉm cười, phải là tôi cảm ơn mới đúng. Lão Châu vò gạo đổ nước vào nồi Còn Lý Cao nhóm lửa Heo già ngồi trò chuyện cách nồi cháo Lý Cao cười chua chát Suốt 10 năm qua Đây là lần đầu tôi nấu cho nó một thứ gì đó Tôi thật không xứng đáng làm cha mà Lão Châu nói Tôi cũng đã được nghe Lý Cảnh kể về chuyện của ông Tôi hiểu lúc đó ông phải chịu đựng những gì Nỗi đau ấy quá lớn Thế nhưng đó không phải là lỗi do ông 10 năm qua Một quãng thời gian quá dài rồi đã để ông dằn vật tự trách bản thân mình rồi không có gì là quá muộn cả nếu ông đã nhận ra thì mọi thứ luôn có thể bắt đầu lại từ đầu lý cao này ông có đồng ý rời khỏi đây cùng với chúng tôi không năm xưa tôi từng được danh nghi lý thôi chỉ giáo lần này gặp được con cháu của ông ấy tôi cũng coi như là cơ duyên tôi chắc chắn sẽ đảm bảo cho hai người có được một cuộc sống sung túc hơn như thế này rất nhiều với khả năng của ông cũng như lý cảnh việc khôi phục lại những gì nhà họ lý từng có trước đây là điều không khó hơn thế nữa chẳng phải những người làm nghề thầy thuốc như chúng ta mục đích cũng như phương châm sống chính là chữa bệnh cứu người không phải sao? Lý Cao im lặng lời đề nghị của lão Châu quá bất ngờ chưa kể đến trong lòng Lý Cao vẫn còn canh cánh một nỗi sợ nếu rời khỏi đây còn chưa kịp trả lời ra sao thì cả hai nghe thấy bên ngoài sân có tiếng gọi của một tài hai người tìm ai lúc này Lý Cảnh vẫn đang nằm trên giường sau cơn tai biến mộc tài cởi trần sau khi giặt rũ phơi phóng xong quần áo thì đang ngồi trước hiên nhà phì phèo thuốc lá nắm dáng rất bạm trợn bởi trên người mộc tài cũng toàn là hình xăm cùng những vết sẹo lớn nhỏ sau câu hỏi của mộc tài ngay lập tức những chiếc phi tiêu từ đâu bay tới cắm phập vào cánh cửa cũng như hai cây cột gỗ trước hiên nhà phập 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 mộc tài may mắn né được hắn lộn nhà vào bên trong nhà rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì lão châu với lý cao đi lên từ gian nhà bếp có chuyện gì vậy lão châu hỏi mộc tài bật mũi tái mét ấp úng trả lời Ơ tôi 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 cũng không biết tự nhiên có hai kẻ xuất hiện tôi chỉ vừa mới hỏi chúng là ai thì chúng đã phi dao ném phi tiêu về phía tôi lý cao giật mình đổ môi lạnh lý cao lắp bắp là là bọn chúng chúng mượn chưa buông ta cho người nhà họ lý lão châu hỏi y ông là những kẻ truy đuổi đó ư lý cao gật đầu nhìn lên trên giường lý cao nói với lão châu và mộc tài hai hai vị bên hông nhà có một cửa hậu làm ơn giúp tôi đưa lý cảnh rời khỏi đây tôi cầu xin hai vị dầm thế nhưng lý cao chỉ vừa mới dứt lời thì cánh cửa bị đạp bung cao lớn như một tài đứng chắn trước cửa cũng bị đạp văng cả người về phía trước khi cánh cửa vừa bung ra hai bóng người nhanh như cắt từ bên ngoài lao vào trong nhà mộc tài còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị dí dao vào cổ người sống trong nhà này đâu cô gái mở tay túm tóc mộc tài ấn mạnh xuống đất tay còn lại lăm lăm con dao nhọn dí sát vào cổ mộc tài đề cách chừng vài mm đứng ở giữa nhà là một bà lão đang đưa mắt nhìn xung quanh lão châu giờ đến đứng yên một chỗ không dám cử động còn Lý Cao ông ta tròn mắt ngạc nhiên cứ thế nhìn chăm chăm bà bà lão vừa xuất hiện miệng ú ớ Lý... Lý Bạch Huệ là... là đại thị thật sao bà lão nghe giọng nói quen thuộc thì quay đầu nhìn về phía Lý Cao mở đi dây để nhìn thật kỹ bà ta ấp úng Lý... Lý Cao là đệ phải không Đại tỷ, đúng là tỷ thật rồi. <laughs> tại sao, tại sao bây giờ tỷ mới về? Lý ca bật khóc như một đứa trẻ, khom khom cái dáng người hom hem, hai tay run lên. Lý ca bước vội tới nhưng phần vì xúc động, phần vì loạn trọng mà vấp chân ngã. Lý Bạch Huệ đưa tay đỡ lấy người em trai của mình. Sau hơn 20 năm dài đằng đẵng, hai chị em họ mới được gặp lại nhau. Trong lúc đó, Hoa Hoa vẫn không chế mộc tài bằng con dao nhọn. Lý ca vội nói, Đại tỷ, họ không phải là kẻ thù, họ đến đây để giúp gia đình ta, đừng hại họ. Lý Bạch Huệ nhìn Hoa Hoa khẽ gật đầu. Lúc này cô bé mới nhảy ra khỏi người Mộc Tài và thu dao lại. Lão Châu chạy đến đỡ Mộc Tài dậy, nhìn thấy cổ Mộc Tài dì máu, Lão Châu hỏi. Cậu không sao chứ? Mộc Tài đứng dậy đáp. Tôi, tôi không sao, chuyện quái quỷ gì vậy? Lúc này Lý Bạch Huệ mới tiến tới trước mặt Lão Châu và Mộc Tài, bà ta khẽ cú đầu nói. Xin lỗi vì hành động lỗ mãng vừa rồi của hai bà cháu tôi. Do lúc đó tôi cứ nghĩ cậu là người có băng đảng đến đây làm hại gia đình tôi, thành thật xin lỗi. Tôi là con gái trưởng của Lý thôi, Lý Bạch Huệ. Nghe nói hai người đã giúp đỡ Lý Cao, rất cảm ơn hai người. Mộc Tài nghe bà lão xưng danh thì hoàng hồn, mắt tròn tròn nhìn chăm chăm vào bà lão không dám chớp, miệng lắp bắp. Mộc Tài lùi về phía sau hỏi: "Bà, bà vừa nói gì cơ?" Lý, Lý Bạch Huệ, có phải là tên của đệ nhất sát thủ Mã Gia một thời? Lý Bạch Huệ ngạc nhiên, ngay đến cả những người trẻ như cậu mà Cũng biết đến danh sương này sao Đó là chuyện quá khứ rồi Giờ mọi người thấy đấy Tôi chỉ là một bà lão già nuôi yếu đuối mà thôi Lý Bạch Huệ mà cậu biết Đã chết cách đây hơn 20 năm về trước Bước tới bên giường Nhìn Lý Cảnh Bạch Huệ hỏi Lý Cao Nó bị sao vậy Thầy Lý Cao lão cho trình bày sự việc cho Lý Bạch Huệ nghe tất nhiên đồng thà giấu đi Việc mình và Lý Cảnh diễn kịch Để chữa bệnh cho Lý Cao nhưng suýt chút nữa vở kịch đã biến thành bi kịch nhìn lý cao bạch huệ dân nước mắt hơn hai mươi năm qua đệ đã chịu đựng không ít đau khổ cho ta xin lỗi ta không dám đi tìm mọi người là bởi vì ta biết thời điểm đó chỉ cần nhận được thông tin lý ra ở đâu chúng sẽ cho người đuổi cùng giết tận cha cũng vì thế mà rất hận ta ta không còn mặt mũi nào nhìn cha và mọi người bản thân ta và hoa hoa phải trốn sang nước ngoài mười mấy năm Đến khi Mà ra chính thức sụp đổ Không còn lại gì Bà thấp ta mới có thể đi tìm mọi người Thập hương cho Lý thôi Lý Bạch Huệ gọi Hoa Hoa đến trước di ảnh của ông Để khống đầu bái lạnh Lý Cảnh cũng đã tỉnh lại Buổi chiều hôm ấy nhà họ Lý sau hơn 20 năm Cuối cùng cũng đã có thể đoàn tụ Lý Cảnh thực sự vui mừng Khi biết được người cô mà cha mình và ông nội nhắc đến vẫn còn sống. Không chỉ vậy, anh còn có thêm một đứa cháu gái. Và điều lý cảnh sung sướng nhất chính là cuối cùng thì lý cao đã vượt qua được sự dần vật đau khổ mà lành tâm bệnh. Cầm bát cháo trắng do trà nấu, lý cảnh vừa ăn vừa khóc. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đã 10 năm trôi qua, cuối cùng thì lý cảnh chờ được tới ngày này buổi tối hôm đó chưa bao giờ ngôi nhà nhỏ nằm ven chân núi tề vân lại đông người và có không khí vui vẻ đến như vậy biết không thể nán lại đây thêm nữa trước mắt mọi người lão châu hỏi lý cảnh mọi việc đã coi như ổn cậu theo tôi sang singapore một chuyến được chứ không chỉ lý cảnh mà hai bà cháu lý bạch huệ cũng xứng người khi đột nhiên nghe lão châu hỏi câu này sự im lặng bất thường khiến Mộc Tài đang nghe nhộm nhòm cũng phải dừng lại và hạ bát cơm xuống. Chương 133 danh nghi đời tiếp theo Để xua tan bầu không khí căng thẳng, Lý Cảnh trả lời câu hỏi của thầy Thuốc Châu. Tất nhiên rồi, Đại trưởng Phu đã nói là phải giữ lời, tôi sẽ đi cùng Đại Thúc sang bên Singapore một chuyến. Tuy nhiên trước khi đi tôi phải làm xong việc này trước đã. Thầy Thuốc Châu hỏi tiếp. Là việc gì vậy? Có lâu không? Lý Cảnh mỉm cười. Chỉ một ngày thôi. Tôi muốn châm cứu cho cha tôi, để ông chữa trị rất điểm bệnh run tay. Trước đây đã nhiều lần tôi muốn làm việc này, nhưng cho tôi không chịu. Tôi biết ông không rời khỏi làng Cam Hạ, cho nên cho dù tôi muốn đi thì cũng phải làm cho cha tôi ở lại đây được yên tâm hơn. Thầy Thức Châu gật đầu. Được rồi, tôi sẽ chờ cậu thêm một ngày nữa. Tình trạng hiện giờ của thằng nhóc đó cũng khá cấp bách, nhưng tôi nghĩ thêm một ngày có lẽ không vấn đề gì. Bà Lá Bạch Huệ hỏi, nhưng tại sao ông lại muốn đưa Lý Cảnh sang Singapore? Vốn dĩ không biết bà cháu họ Lý có quen biết với A AH Hắc là lão nhị băng bạch hồ và cũng từng gặp vặt Vũ một lần, thậm chí còn là ân nhân của hai người này, nên thầy thuốc Châu đã kể hết đầu đuôi tất cả sự việc cho mọi người cùng nghe. Lúc ấy Hoa Hoa định nói gì đó thì bị bà Bạch Huệ ngăn lại. Bà lão gật đầu, mỉm cười đáp: "Chỉ cần các ngươi đảm bảo được an toàn cho Lý Cảnh thì ta hoàn toàn yên tâm. Cũng đã hơn 20 năm trôi qua, các thế lực săn đầu người nhà họ Mã và họ Lý cũng đã ngừng lại. Hãy bỏ qua những chuyện đau thương trong quá khứ." Bản thân ta hay lý cao không nói làm gì, nhưng lý cảnh và hoa hoa, chúng nó không đáng phải sống một cuộc đời chui lùi, lúc nào cũng phải trốn tránh, không giao dù, không có bạn bè như vậy. Thế giới này rất rộng lớn, hãy để cho bọn trẻ được sống và làm những gì chúng muốn. Lý cảnh, ta ủng hộ việc cháu rời khỏi đây để khám phá thế giới bên ngoài. Lý cao, để nghĩ sao? Lý cao hôm nay không giống với mọi hôm, vẫn như thường ngày, Lý cảnh chuẩn bị cơm cho cha kèm thêm một bình rượu, nhưng hôm nay Lý cao không uống lấy một giọt. Nghe đại tỷ hỏi như vậy, Lý Cao mỉm cười trả lời. Suốt 20 năm qua, A Cảnh nó đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Trong 10 năm trở lại đây còn phải bảo bọc chăm lo no cho một người cha tồi tệ như đệ. Nếu A Cảnh có thể rời khỏi đây thì đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của đệ. Cảnh à, con cứ yên tâm mà đi, cha biết cách tự lo cho bản thân mình. Từ hôm nay, cha xin thề sẽ không uống một giọt rượu nào nữa. Cha sẽ quay lại, làm một thầy thuốc, chữa bệnh cho dân làng Cam Hạ cha sẽ chăm lo phần mộ của ông nội và mẹ của con cứ yên tâm rời khỏi đây nhưng liệu con có thể chữa được bệnh cho người ta chứ lý cảnh khẽ mỉm cười con không dám chắc bởi con chưa biết người đó bị bệnh như thế nào nhưng con đã hứa với đại thúc đây là sẽ đến đó xem phải thử mới biết được ạ à. thế cho nên trước khi đi con mới muốn châm cứu cho cha trước <laughs> Mộc tài vừa ăn vừa nói ờ thế chẳng phải cậu muốn dùng cha mình để thử nghiệm tay nghề trước à nói xong mới nhận ra mình hơi vô duyên Mộc tài vội cắm mặt vào ăn tiếp Lý Cảnh cười. À, con nói đùa như vậy thôi, con muốn chăm cứu cho cha, cũng là để cha yên tâm hơn về đứa con này. Từ lúc ông nội còn sống cho tới nay, Chưa một ngày con trình mạng với những kiến thức y học mà ông truyền đạt, chắc chắn con sẽ chữa trị rất điểm chứng run tay này của cha. Lý Cao dân dấn nước mắt, đưa bàn tay run rẩy lên. Gạt đi giọt nước mắt đang trực chảy xuống, Lý Cao nói trong niềm hạnh phúc. Ta tin tưởng ở con, ngay từ lúc con mới được sinh ra. Ông nội là người đầu tiên biết con, chỉ nhìn mặt tay đỏ hòn của con khi ấy, ông đã cười lớn và hét lên rằng, nhà họ Lý đã có người kế nghiệp rồi. Tuy cha cũng được ông chỉ dạy, thế nhưng chưa bao giờ ông công nhận cha là một danh y. Trước khi mất, cha hỏi ông có hối tiếc điều gì không? Ông trả lời, có a cảnh, cha yên tâm mà ra đi rồi, nó có đôi tay vàng. Còn chính là người mà ông nội tin tưởng sẽ thay ông trở thành danh y nhà họ Lý đời tiếp theo. Lý Bạch Huệ rơi nước mắt. Ngày Lý Thôi mất bà còn đang phải chạy trốn, sống gần giật bởi những băng đảng thế giới ngầm săn đuổi. Hôm nay nghe được những lời này, Lý Bạch Huệ không cầm được nước mắt. Tuy thế thôi, trước khi mất đi, không nói ra điều mà ông hối tiếc nhất, nhưng Bạch Huệ biết, điều đó chính là bà. Cha nổi tiếng danh y, thế nhưng con gái của ông lại là một sát thủ giết người. Lý Gia Lâm vào tình cảnh ngày hôm nay cũng là vì đệ nhất sát thủ mã gia, Lý Bạch Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 20 của Giả Diện Hoàng Kim phần 2 rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn hẹn gặp lại mọi người trong tập 21 còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc